Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Ngã Dục Phong Thiên Tác giả Nhĩ Căng Quay giọng đọc Cao Minh Thiện Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Radio Góc Nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 321 bộ truyện ngã vô phong thiên của tác giả Nhĩ Căng à, Nếu các bạn thấy hay nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký ủng hộ góc nhỏ nhé. À đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu với nội dung của tập 321 của bộ truyện ngã vô phong thiên của tác giả Nhĩ Căng nhé. gần như ngay khi mạnh hạo bước chân vào quốc gia thứ ba thì trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba năm nhân trung niên mặc đế bào đang khoanh chân tĩnh tọa trước mắt của hắn nổi lơ lửng một quả cầu thủy tinh quả cầu thủy tinh này tia sáng lưu chuyển bên trong dường như là tồn tại một thế giới bị tách rời nếu cẩn thận đi xem có thể thấy rõ ràng ở trong thế giới bị tách rời này bất ngờ có ba thân ảnh như ẩn như hiện đang phát ra cái tiếng gào thét thê lương dường như muốn chạy ra nhưng lại không làm được ba thân ảnh của ba người kia nếu như mạnh họ ở chỗ này thì hắn lập tức sẽ thất kinh thậm chí da đầu sẽ tê dại tâm thần rung động bởi vì hắn biết hai người trong đó một người chính là đồng tử hồng băng đã chết mà một người khác lại chính là trình tự thứ mười hải đông thanh về phần người thứ ba có thể tưởng tượng được hắn phải là trình tự núi thứ hai đã chết trong tay của đạo thiên ba người này rõ ràng đã chết có thể nhìn bộ dáng quả cầu thủy tinh không ngờ lại phong ấn hồn của bọn họ chuyện này lộ ra quỷ dị đúng lúc này bỗng nhiên hai mắt của trung niên đế bào kia bỗng nhiên mở ra lộ ra một u mang xa xa nghiêng nhìn phương hướng biên giới giữa quốc gia thứ ba và quốc gia thứ tư khu vực mà Mạnh Hạo đang bước chân vào. Tư vị của hắn không cao, thậm chí cũng chưa tới tiên cảnh, nhưng cố tình ở trên người của hắn lại có một cổ khí tích kỳ dị lượng lờ, khiến cho cả người hắn tràn đầy thần bí khó lường. Cùng lúc đó, khi hắn mở mắt ra, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ, từng tên một hoặc là đứng ở đỉnh núi, hoặc là lơ lửng giữa không trung. Mỗi một thân ảnh đều mặc một thân áo bào đen, đầu điều che kính không thấy rõ bộ dáng nhưng mà trên người bọn họ đều tản ra dao động cổ cảnh phải biết tu sĩ như phong giới này không có cách nào tu hành đột phá đến tiên cảnh càng không phải nói là cổ cảnh nhưng mà ở chỗ này lập tức có rất là nhiều cường giả như vậy thậm chí ở trong những khách y nhân này có hai ba người dao động tu vi thật là mạnh mẽ nhưng lại không kém gì trưởng lão mười đèn trở lên của các tông môn gia tộc sơn hải giới thậm chí còn mạnh mẽ hơn bọn họ không nói một người một lời vây quanh bốn phía dường như là đang đợi mệnh lệnh của trung niên đế bào kia trung niên đế bào vẻ mặt như thường vung tay một cái trước mắt của hắn xuất hiện một màn hình ảnh trong hình chính là mạnh hạo chưa bước chân vào quốc gia thứ ba hắn nhìn mạnh hạo phun trào đầm máu tươi Nhìn Mạnh Hảo thân thể gầy cồn Nhìn hắn hương nhược vô cùng Cặp mắt trung niên đế bào nhanh chóng Đọc lên một cái Lâm vào trầm tư cô tin tức của nữ nhân kia không? Hắn bỗng nhiên lên tiếng Đã phải người đổ giết Nhưng nàng này xảo trá Chạy trốn đến này Vẫn không bị giết chết Ở chung quanh Một người áo đen chậm trại lên tiếng Thế năm càng càng dường như là tuổi không nhỏ nàng là biến số ngươi tự mình đi một chuyến đi thời gian kéo dài quá lâu vì bảo đảm giờ nhất màu sớm đành chết trung niên thấy bào bình tĩnh nói hết thảy gì chân đạo người áo đen kia hít sâu một hơi ôm quyền cúi đầu nghiêm túc mà lên tiếng hết thảy gì chân đạo Trung niên đi vào nhạt nhạt nói Hết thấy vì chân đạo Lúc này toàn bộ những người áo đen khác cũng đều cúi đầu Ngự khí kiên định Mang chấp nhất cùng đồng thời lên tiếng Về phần mạnh hậu này Người này bé nhỏ không đáng kể Giống như đạo thiên Đều là con kiến trong cuộc thôi Không cần để ý tới Nếu hắn dám tới núi quốc giận Cũng sẽ giống như đạo thiên kia Thương quán mà chạy từ nay về sau không dám bước chân vào quốc gia thứ ba nửa bước Việc trình tự nếu không phải dạng bất đắc dĩ Chúng ta không tham dự Chỗ dùng của bọn chúng không phải là hiện tại Mà bản đế lại có một ít thời gian Liền có thể ly khai núi này Khi đó chính là lúc thành tựu đại sự của chúng ta Trung niên đế bào mỉm cười liếc mắt nhìn quả cầu thủy tinh trước mắt Hồi lâu sau Hai mắt nhắm nghiền Những cái người áo đen Chung quanh hắn kia Từng người từng người một chầm mặt Ôm quyền cúi đầu Thân ảnh chậm rãi tiêu tán Biến mắt trong bốn phương tam hướng Quốc gia thứ ba Ở trong động phủ Lúc này Mạnh Hạo nội tâm chấn động Hắn nhìn mặt nạ màu máu trong tay Lại nhìn một chút mặt đất Hai mắt hơi nhón lên một cái Thân thứng bỗng nhiên tản ra theo mặt đất Lan chạm đi vào dưới lòng đất Hồi lâu sau Hắn nhíu mày Thần thức của hắn không có phát hiện chút chỗ nào bất đồng Nhưng mà cố tình từ chó ngao trong cái mặt nạ màu máu Trong trạng thái vùng vẫy và thức tỉnh của nó Xuyên thấu khát vọng là mãnh liệt hơn Cho tới bây giờ mình hạo chưa từng Ở trên chó ngao cảm nhận được cái khát vọng như vậy Dự như là nếu còn có thu hoạch loại khát vọng này Chẳng những chó ngao có thể lập tức thức tỉnh Thậm chí còn sẽ xuất hiện lột xác Hoàn toàn khác trước sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu cái gì đây? Mạnh hạo như có điều suy nghĩ. Không lại tùy tiện mà hành động, mà là sau khi thu hồi mặt nạ màu máu, nhắm mắt lại, bắt đầu tính tọa trị thương. Đang dược phối hợp với cảnh giới vĩnh hằng, thương thế của Mạnh hạo đang nhanh chóng khôi phục. Cho đến ba ngày sau, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở rộ ra, lộ ra một chút ánh sao khôi phục được sáu thành rồi sau đó khôi phục cũng đã chậm lại mạnh hạo lẩm bẩm trong ba ngày này các vòng của chó ngao bên kia là mạnh liệt hơn mạnh hạo vỗ lên túi chữ vật lập tức anh vũ bị đông bay ra hai tên này vừa bay ra liền lập tức khẩn trương nhìn chung quanh sau khi không phát hiện ra nguy hiểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đạo thiên không có đuổi giết Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng Anh Vũ và bị đông khi Thì dường như là không sợ sống chết Khi thì lại nhát gan khó được Khiến cho Mạnh hạo cũng nhức đầu Hắn mới không tin Khi hắn cùng đạo thiên giao chiến Thì anh Vũ và bị đông không biết Thậm chí Mạnh hạo cũng nghĩ tới Bắt bọn họ chịu hoán ra ngoài Nhưng mà không ngờ khi đó hai cái kẻ này giả bộ như là chết <laughs> Chuyện này anh Người cũng không thể quán trách ngủ và ta được lấy bản thân của ngũ gia ta một ánh mắt liền có thể diệt sát đạo thiên kia trăm ngàn lần nhưng mà thật sự lúc đó ta ngủ thật á <laughs> anh vũ chột dạ cười to ta. à tam gia ta cũng không phải như vậy đâu à tam gia ta cho rằng ngươi cần lịch lãm muốn trở thành cường giả liền không ngừng ra tay lịch luyện trừ phi là giảng bác đắc dĩ nếu không à tam gia ta cũng không có gì ngươi mà ra tay đâu bị đông nghiêm túc mà lên tiếng nó vừa nói như vậy thì mạnh hảo rất kinh ngạc chứ kia bị đông đều là cùng một ngữ khí với anh vũ mới đúng đừng nói là mạnh hảo ngay cả anh vũ cũng đều sửng sốt hai người các ngươi cãi nhau hả mạnh hảo tò mò hỏi anh vũ vội hơi lên một tiếng uy hiếp trừng mắt liếc nhìn bị đông một cái à, anh lão tạm nói chính xác à xem ra ngủ và tài cũng không cần thiết để gạt ngươi À, không sai ở à, trường trừ phi là người chân chính à, sống chết trước mắt à, nếu không à, chúng ta sẽ không có sức thủ đâu anh vũ một bộ tiền bối cao nhân à, không sai à, con chim đáng chết con con chim tà ác à, tam gia cả nhà với nó à, gia từ đó về sau cùng nó thế bắt lưỡng lập bị đông lập tức tiếng giật mà rộng lớn anh à, người nói cái gì anh à, người còn dám nói là một lần nữa hay không ấy con chim anh Vũ lập tức toàn thân cái lông dựng lên Giọng thè thè nói à, Ba lần tam gia ta cũng dám nói đó Bị đông rống giận trừng mắt nhìn anh Vũ Mà nào lập tức nhấc cái đầu Mắt thấy hai cái tên này muốn cãi vã Hắn liền khẽ quát một tiếng Ai, Đủ rồi Muốn nhào nháo thì trở về túi chư dọc của các ngươi đi Anh Vũ Ngươi tới xem một chút cái chỗ này Có cái gì không đúng nè Bị đông ngươi cũng tới xem một chút đi Nơi này có vấn đề À, cũng có ác bá nữa Minh Hảo lập tức lên tiếng Bị đông vốn là khinh thường Vừa nghe có ác bá Lập tức cặp mắt sáng ngời Cẩn thận nhìn về phía mặt đất Nhìn một chút Nó liền bỗng nhiên hít ngược một hơi Ê, Thật sự là có ác bá nè Rất là nhiều ác bá luôn đấy Anh Vũ cũng là nhìn xem sâu Với mặt đột nhiên biến hóa Lộ ra cái vẻ không thể tin Sát quan quyết dẫn thiên ly trận à, Cái loại trận diễn cổ này Giờ này lại có người nào có thể bố trí ra chứ à, Trận này chủ động hiến tế Ở à, nơi này hiến tế chính là à, Không có khả năng Ánh mắt của mình hào nhón lên một cái Thân thức tản ra Trực tiếp liền dung nhập vào Trong một chỗ cùng với anh Vũ và Bì Đông Lúc này đầu óc của hắn ầm lên một tiếng Trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh Hắn thấy được Ở chỗ sâu trong mặt đất ở phía dưới vô tận bất ngờ tồn tại một địa cung to lớn. Địa cung này vô cùng to lớn, có 99 cái hố máu to lớn, trong hầm máu tươi sôi sục như là thiêu đốt, tạo mát ra một loạt sương mù màu máu đang chậm rãi bay lên không chung. trung. xung quanh 99 cái hố máu này, vây quanh vô số tu sĩ, những người này tu vi đều không cao, từng tên một da bọc xương, nhưng mà vẻ mặt lại lộ ra cái vẻ cuồng nhiệt ở mọi chỗ cạnh gốc hố sâu không ngừng tách rời cánh tay phóng ra máu tươi mơ hồ ở trong địa cung này còn có một loạt các chú ngữ thấp giọng đang chậm rãi vang lên ở chỗ xa hơn có mấy chục người áo bào đen đang khôn chương tĩnh tọa dường như là đang bảo vệ dường như là bị trận pháp trở ngại mình hạo thấy không rõ tu vi của bọn họ càng làm cho mình hạo thất kinh lỡ trong 99 cái hố sâu này bất ngờ có một chỗ đều có một tu sĩ khoanh chân đang ngồi. Một cái 99 cái tu sĩ. Đều khoanh chân ngồi ở trong cái hố sâu, bị máu tươi bao trùm. Nếu như không phải có phương pháp đặc thù cẩn thận đi xem, căn bản là không thể nhìn ra. Mà Minh Hảo biết một tu sĩ trong chỗ hố sâu, chính là lão già quốc gia thứ 9, kiếm đạo tử. Minh Hảo hô hấp dồn dập, mượn anh vũ và bị đông. Ánh mắt của hắn xuyên thấu 99 hố sâu này, thấy được càng ở phía dưới thì 99 cái hố này như là cái phiểu càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng hóa thành cái lỗ nhỏ. Mà ở phía dưới cái lỗ nhỏ này, ở dưới 99 cái hố sâu có một cái lối đi mà ở dưới cái lối đi này lại bất ngờ vẫn tồn tại một địa cung, nhỏ hơn rất nhiều, giống như là một cái mật động như dính liền địa cung trên mặt đất, giống như là một cái đảo hồ luôn. Trong động Xung quanh để một số pho tượng Những pho tượng này khác lại là một con linh thú Có khi là huy, có khi là hạt Còn có khi là một con dơi Giữa những pho tượng này dường như có một ánh mặt trời tuyến Vây quanh bọn chúng liên tiếp ở cùng một chỗ Tạo thành một cái vòng tròn Mà ở trong cái hình tròn này Trong mặt động kia Có một cái khối băng màu máu Trong khối băng màu máu này có thể thấy được Phong ấn một con dơi màu máu Cái con dơi này bất ngờ giống như đúc với cái pho tượng con dơi ở chung quanh kia. Lúc này cái khối băng này đang hòa tan, mà mỗi khi hòa tan một chút sẽ có khí huyết tăng lên. Chiều vào bên trong đối đi, lại bị 99 cái lỗ nhỏ trên lối đi kia hấp thu. Đây, đây là cái gì? Sắc mặt của mạnh hạo biến hóa. Hắn chỉ là thiết nhìn cái khối băng màu máu kia một cái, lập tức liền có khí tức tà ác vô biên vô tận ập vào trong mặt. Cho dù là thần thức đi xem Cho dù là cách anh vũ và bị đông Nhưng mà Mạnh Hảo vẫn như cũ Có thể cảm nhận được Trong cái tà ác ẩn chứa lực lượng điên cuồng Và kinh khủng Đây cũng không phải là thứ mà tu sĩ có thể nắm giữ Phản phất là vượt qua Quy tắc thiên địa Thậm chí là vượt qua căn nguyên tồn tại Đó đó là Anh nghịch linh Anh vũ nhẹ giọng lẩm bẩm Nghịch linh Đối với từ ngữ này Mạnh Hảo rất là xa lạ Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được Đối với cái từ ngữ này Con chim anh vũ dường như là mang hồi ức Và mang phức tạp nào đó Bị đông đầu tiên là mờ mịt Rồi sau đó dường như là nhớ tới cái gì đó Thân thể mạnh mẽ sung lên một chút Cùng lúc đó Huyết ngào bên trong túi chứa vật Mặt nạ màu máu của Mạnh Hạo Truyền ra cái khát vọng và dao động mãnh liệt hơn Dường như là nó muốn đi cắn nuốt Cái con dơi màu máu kia mạnh hạo thì sắc mặt biến hóa âm tình bất định thần thức thu hội từ trong địa cung kia ở trong động phủ mắt của hắn lộ ra suy tư dường như là đang chần chừ nhưng mà huyết ngao ở trong mặt nạ màu máu khắc vọng càng mạnh liệt lúc này đã mạnh liệt đến cực hạn người muốn nước nó mạnh hạo lẩm bẩm mạnh mẽ cắn răng một cái tu vi của hắn đều muốn khôi phục toàn bộ cho dù là có đang dược cùng với cảnh giới vĩnh hằng cũng còn ít nhất là thời gian hơn một tháng. Nhưng mà hơn một tháng này biến cố nhiều lắm. Quốc gia thứ ba này quỷ dị, từ đáy lòng của Mạnh Hạo không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Được, ta sẽ giúp ngươi. Đối với chó ngào, Mạnh Hạo có tình cảm đặc thù. Hắn vĩnh viễn không thể quên mất. Từ cái lần đầu tiên mình nhìn thấy được chó ngao, cái bộ dáng nhỏ nhỏ kia cùng với lưu luyến đối với mình. Nuôi lớn chó ngao này từ nhỏ, trong khi kế thừa huyết tiên, Chó ngao hộ chủ Còn có cho dù là mạnh hạo chết đi Cũng không cần chờ một chút nào Chỉ là quay đầu lại Muốn đi nhìn mạnh hạo thêm một chút Dường như là động tác này có thể làm cho nó thỏa mãn Từng hình ảnh cũ lại hiện lên Mạnh hạo có thể nào quên mất đi Cái con chó hộ chủ trung thành này chứ Tại khoảnh khắc mạnh hạo quyết định Anh Vũ thất kinh Anh người điên rồi Đó là nghịch linh Là tồn tại thần bí trong thiên địa Mặc dù một cái tô nghịch tinh này cơ hồ đã gần như tử vong Nhưng mà cũng không phải là ngươi và con chó ngao này có thể rung chuyển được Anh Vũ hét lên Người của như phong giới này có thể lợi dụng tô nghịch linh này Như vậy ta vì cái gì mà không thể chứ Minh Hảo không chần chừ nữa Chân phải nâng lên hướng về phía mặt đất một bước Cả người lập tức chìm vào trong lòng đất Anh Vũ sốt rít mà kêu lên Dường như là cũng bất cứ giá nào chạy thẳng tới đuổi theo mạnh hạo bị đông thì chớp chớp mắt cũng lập tức đi theo anh chết tiệt ở đọc sát nghịch linh ở cắn nút nghịch linh ở thầy giờ đó điên rồi điên rồi mạnh hạo điên rồi cái còn cháu nga kia cũng điên rồi mụ nổi nó chứ ngủ dậy cũng điên luôn anh vũ lẩm bẩm theo kịp bị đông ở một bên cũng là hét lên một tiếng à tam gia ta cũng điên luôn gần như ngay khi mạnh hạo chìm vào trong lòng đất Dựa theo phương hướng vừa rồi Thần thức phát giác Vội vã đi vào trong nháy mắt Trên cái núi quốc vận của quốc gia thứ ba Nam nhân trung niên mặt đế bào Đang khoanh chân tĩnh tọa Bỗng nhiên mạnh mẽ mở mắt ra Cái người chớp mắt đứng lên lộ ra một chút rung động Cùng với cái vẻ không thể tin Cũng có tức giận trực tiếp mà ngập trời Chữ tỷ Chỗ nghịch linh Quyết tán của trận pháp che đại thần thức Ấn tàn cửa vào Chứ dù là đảo cánh cũng đều không nhìn ra chút nào Mà nào hấn làm sao có thể phát giác được chứ Trung niên đế bào sắc mặt cấp tốc biến hóa Hắn theo bản năng sẽ phải cất bước đi xa Nhưng mà bước chân vừa mới nâng lên Thì lại không để xuống Liếc mắt nhìn cái quả cầu thủy tinh trước mắt Sắc mặt của hắn càng thấy âm trầm hơn Đi giết hắn Ban đầu của hắn đến đây Điều cho xem thì cái gì hắn có thể thấy được chỗ quyết tán âm thanh của hắn âm lãnh lên tiếng lập tức chung quanh hắn trong nháy mắt liền xuất hiện 17 18 cái ảo ảnh áo đen những cái người thân áo đen này cúi đầu thân âm lại truyền ra hết thấy gì chân đạo bọn họ nói xong thân thể nhón lên một cái trong nháy mắt đã đi xa ly khai ngọn núi quốc vật này ở dưới lòng đất của quốc gia thứ ba lúc minh hạo tới gấp gút xuyên qua vẻ mặt của hắn mang cái tàn nhẫn trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ lúc này tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng mà cũng có thể phát huy ra 6 bảy thành tu vi triển khai có thể bạo phát ra toàn bộ tốc độ hướng về chỗ sâu dưới lòng đất càng ngày càng gần mặt đất một mảnh đen như mực không thấy được đường minh hạo dùng thần thức tản ra cũng không tìm được một chút nào nhưng mà dựa theo vị trí trước nhìn với anh vũ không bao lâu mạnh hạo đã ở chỗ sâu trong lòng đất đột nhiên ngược lại phải là chân quanh đây chứ hai mắt của mạnh hạo nhón lên một cái nhìn về phía anh vũ anh vũ đích nói câu nào bỗng nhiên toàn thân tràn ngập tạp ánh sáng phía ánh sáng này hướng về bốn phương mạnh mẽ khuếch tán cùng theo tia sáng tản ra thì lập tính ở phía trước mạnh hạo trong thần thức của hắn tìm được nơi địa cung sở tại khi nhìn thấy địa cung này minh hạo hung hăng cắn răng một cái hắn biết quốc gia thứ ba này quỷ dị mà bản thân mình tu vi chưa khôi phục hoàn toàn nếu phải chiến như vậy thì cần tăng tốc chiến thắng minh hạo thân thể mạnh mẽ hướng về phía trước buồn buồn có tiếng gầm rú lập tức vang vọng trong mặt đất này thân ảnh của hắn giống như là một mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu bụng đất phía trước khi xuất hiện không trực tiếp tiến vào bên trong địa cung mà là cả người đánh vào một đạo vách ngăn vô hình vách ngăn này cực kỳ mạnh mẽ khi mà thân thể của mình hạo va chạm lập tức bị phản chấn khóe miệng trào ra máu tươi thân thể lui về sâu mặt đất rung rẩy từng cái khe nứt theo chấn động hiện lên trên mặt đất cùng lúc đó tu sĩ trong địa cung này cũng đều nghe được cái tiếng gầm rú Thậm chí lại cảm nhận được chấn động xung quanh Những tu sĩ này Vây quanh mọi chỗ mọi cảnh cơ hữu máu Đang rạch cái mạch máu Phóng ra máu tươi Cái vẻ mặt đều biến hóa đồng loạt ngẩn đầu Cùng lúc đó Mấy chục tu sĩ Mặc áo bào đen làm bảo vệ xung quanh Khoanh chân ngồi ở phía xa Thấy không rõ bộ dáng Cũng đều trong nhớ mắt này đứng lên Nhìn về phía truyền đến tiếng nổ Trong địa cung màn hào rống lớn anh Vũ Anh Vũ rối tung Hét lên toàn thân tia sáng lần nữa long lánh Cái phiến tạp ánh sáng này Trong vài lát toàn bộ ào ào Tiến đến cái vách ngăn vô hình kia À mở ra cho ngủ nha yeah. Anh Vũ hét lớn một tiếng Lập tức cái tạp ánh sáng Và cái vách ngăn kia Dường như là hòa tan vào nhau Xuất hiện một cái lỗ hỏng Mà não không trần chừ một chút nào Thân thể bỗng nhiên chạy ra trong nháy mắt liền theo cái lỗ hổng này trực tiếp xuyên thấu vào bước chân vào trong địa cung những việc này xảy ra cực nhanh mạnh hạo tuân theo nguyên tắc chính là anh tóc chiến tóc thắng cứ sáng một bước vào địa cung lập tức liền có từng cái tiếng hừ lạnh vang lên mấy chục người áo bào đen kia nhưng lại hay toàn bộ bay ra mỗi một tên trên người đều tán ra dao động cổ cảnh tu vi lúc này đồng loạt tán ra lập tức khiến cho khí thế ngập trời dường như là liên hiệp lại cùng một chỗ tạo thành một cổ trùng kích chạy thẳng tới mạnh hạo chớ tiệt nhiều phong giới này không phải là không có tiên cảnh sao như thế nào lại có những cổ cảnh này chứ mạnh hạo đứng mũi chịu sào sắc mặt biến hóa tay phải nâng lên về phía trước mạnh mẽ vùng lên lập tính căn nguyên thần quả âm ầm, ầm tản ra đối kháng với mấy chục tu sĩ áo bào đen kia trong cái tiếng nổ rầm rầm Khói miệng của Mạnh Hạo trào ra máu tươi Thân thể lui nhanh về phía sau Mà mấy chục người áo bào đen kia từng tên một Lui về phía sau vài bước Nhưng mà trong chớp mắt Liền trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng Cấp tốc vọt tới Từng đạo thần thông biến ảo Từng đạo thuật pháp ánh sáng rực rỡ Liên tiếp thành một phiến Rầm rầm đập tới Mạnh Hạo Ánh mắt của Mạnh Hạo nhớ lên một cái Lô đỉnh xuất hiện Tiếng sấm truyền ra Tì chớp trôi đi nhưng mà không cách nào triển khai di hình hoán vị. Mạnh hạo nội tâm đã chậm xuống, lập tức thu hồi, thân thể không ngừng lại một chút nào, mạnh mẽ các bước đi ra, giết những tu sĩ đang thế này. Cút ngay! Mạnh hạo sống lớn, dựa vào thân thể cường hãn đi chống cự những thần thông thuật pháp kia. Mọi người hắn giống như là bạo long, đấu đá luồn tung, tay phải diệt sinh, tay trái nhập ma, hai quyền đồng thời về phía trước một cái quanh lập tức một cổ lực lượng cuồng bạo bạo phát trực tiếp đánh bay 7-8 tên tu sĩ áo bào đen ở trước mặt hắn khiến cho 7-8 tên này máu tươi phun trào mà tốc độ của mạnh hảo giống như là sấm chớp chạy thẳng đến địa cung phía dưới 99 chỗ hố máu à dừng lại có thanh âm âm lãnh truyền ra mấy chục tên áo đen kia là một lần nữa cản trở mạnh hảo trong đó có ba tên áo bào đen phát tay bất ngờ có từng con hải long gầm thét chạy thẳng đến mạnh hảo đảo phá hải thần giới cặp mắt của mình hạo co rút lại nhìn những hắc y nhân này hắn hừ lạnh bấm quyết lập tức từng cái ngọn núi phủ xuống tạo thành dãy núi hướng về bốn phía ầm ầm đập ra mà thân thể của hắn lại là một lần nữa phóng về phía trước cách cơ hố máu gần nhất cũng chỉ có một trăm chữ mặt đất chấn động địa cung run rẩy những cái người áo bào đen kia có không biết người đã phun ra máu tươi nhưng mà lại giống như là điên lần nữa cản trở lần này bọn họ lẫn nhau lại bấm quyết triển khai một cái loại thuật pháp kỳ lạ chân đạo giang Thế năm chuyện ra một cổ lực lượng quy tắc âm mầm xuất hiện hóa thành cái tâm lý lớn bao phủ bốn phương tam hướng muốn che đậy mạnh hậu sắc mặt của mạnh hậu biến hóa thân thể nhớ là một cái trực tiếp hóa thành con đại bàng màu vàng khi mà cái tấm lưới này với quy tắc lại tới Hắn bỗng nhiên chạy ra trực tiếp, đánh vào cái người trước một cái. Cái người áo đen ầm lên một tiếng, người này toàn bộ tinh thần sụp đổ. Mạnh hạo chạy ra hơn 50 trưởng, kim bằng hóa thần hình người. Mạnh hạo tay phải nâng lên, bỗng nhiên một chỉ. Yêu phong để bắt cấm. Lần này hắn cấm không phải là cấm một người, mà là cấm một đám người. Còn có cái tâm lý lớn quy tắc phủ xuống kia. Với một chỉ tay này tất cả người áo đen đều thân hình chấn động Tâm lý quy tắc kia cũng là chợt dừng lại Nhưng mà mạnh hạo trả giá rất là cao Một dạng thảm trọng Miệng to phun trào ra máu tươi Nhưng mà thân thể lại không ngừng dừng lại một chút nào Nhón lên một cái Đột phá 50 trượng cuối cùng kia Xuất hiện ở bên cạnh một cái hố máu Thế phải nâng lên hướng về cái hố máu trước mặt Cách không một chảo Hướng ra phía ngoài mạnh mẽ sóc lên Lập tức máu tươi trong hố ầm ầm dâng lên hướng về phía trực tiếp nổ tung lộ ra một cái lão già bên trong lão già này trước thật đắm chìm trong máu tươi đang hấp thu lúc này bị mạnh mẽ cắt ngang trong nháy mắt mở mắt ra lão vốn là tu vi vấn đạo nhưng tại trong một khoảnh khắc này tu vi kéo lên thế nhưng lại đạt đến tiên cảnh nhưng mà lại không có tiên môn lão già gầm nhẹ đang muốn phản kháng thì mạnh hạo hừa lạnh tay phải như là tia chớp bắt được trực tiếp cầm lấy cánh tay của lão già này rung lên cái tiếng răng rắc truyền ra lão già phát ra cái tiếng hét lên thê thảm Cái người xương cốt lập tức vỡ vụn bị minh hạo một phen ném ra bên sông minh hạo nhón lên một cái chạy thẳng tới cái lỗ nhỏ dưới hố sâu một đứt đi vào hắn vừa mới đi ra thì tiếng nổ vang lên ngập trời vô số thần thông đạo pháp trực tiếp nổ tung ở nơi hắn đã từng đứng những cái người áo đen kia từng tên một khí thế nổi lên, bay nhanh, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lại tới. Nhưng mà không đợi cho bọn chúng đến, thân thể của Mạnh Hạo liền hóa thành một cái đạo cầu vòng, trực tiếp chìm vào trong cái lỗ nhỏ dưới đáy hố máu kia. Xuyên thấu mà qua, chạy thẳng đến cái lối đi dưới địa cung. Gần như là khi hắn bước chân vào lối đi này trong nháy mắt, thì trong địa cung tia sáng lóng lánh, mấy chục người áo bào đen kia sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều cắn răng thân thể hóa thành cái cầu vòng theo hố máu mà mạnh hạo đi nháy mắt mà lại tới nhất nhức, nhức rút vào truy đuổi đi theo cùng lúc đó lúc này toàn bộ hố máu khác sôi trào dường như là bị phong ấn vô số huyết khí dâng lên ở bên ngoài mỗi một cái hố máu đều là hóa thành một thanh kiếm màu máu lơ lửng bất động nhưng mà lại có sát khí tản ra vì chỉ có chỗ hố máu của mạnh hạo biến mất kia không có khuyết điểm nhưng mà nơi đó là chỗ cho tất cả người áo bào đen truy kích Minh hạo dùng tốc độ cực nhanh âm lên một tiếng Từ cái địa cung hố máu xuyên qua Khi xuất hiện Tại một chỗ bên trong lối đi Cái lối đi này dài nhỏ Hắn nhón một cái Đã tiếp tục trầm xuống Lần này trực tiếp liền tiến vào bên trong Đến mặt động phía dưới cùng Cứng rắn một bước mà bước vào Lập tức trước mắt của Mạnh hạo Huyết quang tràn ngập Trói mắt gần như là khiến cho người ta loa mắt Hai mắt của hắn nhón lên một cái Âm thầm kinh hãi Cảm nhận được một cổ khí tức tà ác Khó có thể hình dung Lúc này ập vào trong mặt Phản phát như là có vô số thanh âm thê lương Ghé vào cái lỗ tai của hắn Hét thảm, cố tình Những cái tiếng những cái tiếng động thê lương kia Mỗi một cái mà Mạnh Hảo đều quen thuộc hết Đều là thanh âm của người hắn biết Không chỉ có như thế Thậm chí vào giờ khác này Trước mắt của hắn xuất hiện vô số ảo giác Thậm chí là có cái loại cảm giác Thân thể của mình muốn sụp đổ Dường như là đặt mình ở trong củ u hoàng tuyền Nhịp tim của hắn tăng tốc lên Huyết dịch của hắn nghịch chuyển Sắc mặt của mình hạo trong nháy mắt này đại biến Dường như là tu vi đều muốn hỗn loạn Xíu chút nữa không thể khống chế nổi Mạnh mẽ cắn cái đầu lưỡi một cái Nương cái sự đau nhức kịch liệt Để cho mình xuất hiện cái khoảnh khắc thanh tĩnh sắc mặt của hắn tái nhợt thân thể nhanh chóng lui về sau cho đến khi dựa vào gần có lối đi một chút mới miễn cưỡng chống cự lại thậm chí hắn còn có dự cảm mãnh liệt mặc dù là vị trí này dựa vào gần có lối đi nhưng mà nếu thời gian hơi lâu một chút bản thân vẫn như cũ vẫn có thể bị lây dính khí tức tà ác kia thậm chí là sẽ đánh mất tu vi đây là trượt giác trượt giác này khiến hai mắt của mình hạo co rút lại Hắn nhanh chóng nhìn chung quanh Liếc mắt liền nhìn thấy được những pho tượng kia Có huyền quy Có hạt Thậm chí còn có lọc Bọn chúng Đều là nghịch linh sao Hai mắt của Mạnh Hảo coi rút lại Hắn cuối cùng nhìn về phía dưới mặt đồng này Khu vực khối băng màu máu kia sở tại Hắn thấy được trong khối máu kia Phong ấn cái con dây màu máu Hết thảy tà ác chính là từ cái khối băng màu máu này tràn ra. Từ trên người con dê màu máu tràn ra Nó mới là cội nguồn của tà ác ở chỗ này Anh Vũ và Bị Đông cũng đều đang nhìn bốn phía vẻ mặt đều có biến hóa Đúng lúc này bên trong túi chư vật của Mạnh Hạo Truyền ra một cái tiếng gào thét Mặt nạ màu máu tự nhiên mình bay ra Ở giữa không trung rầm lên một tiếng Tản ra huyết quang ngập trời Ở trong huyết quang Con chó ngao rốt cục đã thức tỉnh Thân thể của nó bỗng nhiên bay ra Ở giữa không trung quay đầu lại sâu đậm liếc nhìn mạnh hào một cái lộ ra lưu liếng giống như là hồi nhỏ ở trong thế giới của nó mạnh hào là chủ nhân của nó cũng là thân nhân là hết thể sinh mạng ý nghĩ của nó liếc nhìn một cái thật sâu Trong mắt của chó ngao lộ ra quyết đoán gầm thét một tiếng khi mà xây người lại hóa thành một cái đạo huyết quang xông vào trong cái khói băng màu máu kia nó muốn đi đoạt xá nghịch linh nó muốn đi thay vào đó nếu mà thất bại nó sẽ chết nhưng mà nếu thành công từ nay về sau nó chính là nghịch linh cái chuyện này rất là điên cuồng nếu không có nghịch linh này đang vào lúc suy yếu nhất thậm chí là rất có thể đã sớm tử vong thì con chó ngao sẽ không có chút khả năng nào thành công nhưng mà cho dù là nghịch linh này tử vong hoặc là hương nhược đến cực hạn thì con chó ngao này khả năng thành công cũng không có là bao nhiêu không có người biết cũng may Bản thân chó ngao chính là một loại sinh linh sinh ra từ trong máu. Cho nên tại trên trời xanh, cùng huyết bức kia thuộc về đồng nguyên, đây là cho nó một lần đánh cuộc. Lúc này phốc một cái, con chó ngao chính là hóa thành huyết quang, chớp mắt một cái lìa sắp nhập vào trong khối băng màu máu, hướng về phía con dây màu máu, trực tiếp cắn nước mà đi. Cái tiếng sấm ngập trời lên, khối băng màu máu rung rẩy dường như là có vô hình nào đó đang gào thét tại một cái chớp mắt này lông chanh hổ đóng từ trong khói băng màu máu truyền ra mật động nổ vang mạnh hạo phun trào ra máu tươi thân thể nhanh chóng lui về sau chó ngao đọt xá nghịch linh hắn không thể trợ giúp việc duy nhất hắn có thể làm chính là bảo vệ chó ngao một đường tận tới đây về phần có thể thành công hay không không ở mạnh hạo mà ở tạo hóa của bản thân chó ngao và là mạnh hạo không thể tiếp tục dừng lại Hắn nhất định phải đi ra bên ngoài Nếu không Ở dưới khí tức tà ác lây dính Hắn sẽ từ đó về sau Tu vi tiêu tán Hơn nữa Lúc này ở bên trong lối đi bên trên Đang có âm thanh huyên náo chuyện đến Những cái người áo bào đen kia đã sắp đổ dưới tới đây Mạnh hạo hít sâu một hơi Nhìn về phía anh Vũ và bị đông Y trong mắt Anh Vũ hiểu rõ Anh Vũ chần chờ một chút Mạnh mẽ mà hét lên anh liều mãn anh mụ nổi nó chứ anh ngủ ra đụng một cái mạnh hậu người thiếu ta một cái đại nhân tình anh lão tầm và tới giúp ta một tiếng nào anh vũ hét lên vỗ cánh lập tức vô số tạp ánh sáng bay ra bao phủ khói băng màu máu bị đông không tình nguyện bay đi bị anh vũ một trận bắt đến dường như là dung hợp với bị đông ở cùng một chỗ toàn lực thi triển cái đạo pháp kỳ dị của nó trợ giúp chó ngào khiến cho khả năng thành công của cháu ngào lớn hơn. cho dù là ngũ gia ta giúp nó cũng có thể thành công hay không cũng phải nhìn nhà tạo quá của chính nó đâu. Anh Vũ rống lớn. Đa tạ, có thể làm các ngươi đều làm, liền nhìn chính nó. Mà ta có thể giúp không nhiều lắm, ta có thể giúp chính là đi ngăn chở cái người ngoài kia, khiến cho không có người nào có thể đi vào trong đây quấy gầy các ngươi mạnh hạo sâu đậm liếc nhìn chói ngao sắp nhập vào khối băng một cái khi mà xoay người thân thể nhún lên một cái từ trong mặt động chạy thẳng đến trên lối đi Ta ác ý ở nơi này mặc dù ảnh hưởng đến người cực lớn nhưng mà nếu lại cưỡng ép chống cự có thể đối kháng một ít thời gian mạnh hạo có thể làm được nhưng mà những người áo đen kia cũng có thể làm được mạnh hạo không thể đánh bạc nếu là tùy ý những người áo bào đen kia đi tới mặt động này Hắn không biết đối phương sẽ có hành động gì trực tiếp Ảnh hưởng đến thành bại của chó ngao hay là không Bởi vì quá để ý Cho nên càng không thể dễ dàng quyết định Phương pháp ổn thỏa duy nhất Chính là ngăn trở bất kỳ cái kẻ nào Bước chân vào nơi này Cả cái chỗ huyết tán ở trong lòng đất Là hai cái bộ phận hợp thành Một cái lớn như địa cung Một cái nhỏ như là mật động Giữa có một cái lối đi Mà lúc này Mạnh Hạo ở trong lối đi này liếc mắt liền nhìn thấy được những cái người áo bào đen ở phía trước đuổi giết mà đến. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái, mà nào không chần chừ hướng về những người áo bào đen kia, trong nháy mắt đánh tới. Bên cạnh hắn chính là địa cung, mà phía dưới hắn lại là mặt động. Cho ngào, ngươi bảo vệ ta rất là nhiều lần, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi. Mà nào lẩm bẩm, toàn thân tu vi vận chuyển, tràn ngập sát cơ Hắn không biết là chó ngao đọt xá nghịch linh Cuối cùng có thể hành công hay không Hay là cần phải bao lâu Nhưng mà Mạnh Hào hiểu rõ Chính mình không có đường lui Cũng không cần đường lui Hắn hít sâu một hơi Toàn thân tu vi bộc phát Tiếng mạch kích động Cả người tràn ra sắc bén ý Trong chớp mắt liền đụng chạm với những người áo bào đen Đang đuổi tới kia Cái lối đi nơi này không lớn Mọi người ở bên trong trong nháy mắt thần thông tràn ngập thuật pháp nổ vang Nếu đổi lại là Mạnh Hảo ở thời kỳ toàn thịnh Hắn đánh hết chết hơn 10 người này cũng không quá khó khăn Nhưng mà giờ này tu vi của hắn chỉ khôi phục chừng 6 thành Khi ra tay khó khăn cũng không ít Có thể coi như là lại khó khăn Mà Mạnh Hảo thân là trình tự, cảnh giới, tiền đế Cũng tuyệt không phải là cường giả của cảnh tầm thường Có thể so sánh được Lúc này khi ra tay cái tiếng nổ vang dội Đầu lâu cô viết yêu biến ảo cũng có căn nguyên thần hỏa khuếch tán trong lúc nhất thời chém giết ngập trời các ngươi không phải là tu sĩ như phong giới thân ảnh của mạnh hạo giống như là sấm chớp xuyên qua giữa những cái người áo màu đen này thế phải thành chảo trực tiếp chụp vào thiên linh cái một tu sĩ huyết yêu đại pháp triển khai mạnh mẽ hút một cái nhưng lại không hút được một chút nào Đạo bất đồng, đạo của ngươi dù cần cứ, đạo của ta là thật. Ngươi không trùng chuyển, hết thảy vì chân đạo. Người áo bào đen kia bị mạnh hào chụp một cái, nát thiên linh. Áo bào đen của hắn bị sốc lên, lộ ra một cái mặt. Đó chính là một thanh niên, sắc mặt tái nhợt, cười ngạo nghễ tắt hơi bỏ mình. Nội tâm của mạnh hào chấn động, xuất hiện trước mặt của mình là một người áo bào đen khác. Khi mà tay phải nhắc lên trong nháy mắt Một quyền diệt sinh là đánh ra Người áo bào đen kia toàn thân rung rẩy Máu tươi phun ra Trực tiếp chia năm xẻ bảy Trước khi chết lộ ra cái khuôn mặt Giấu ở trong cái áo bào đen Đó là một nam nhân trung niên Ở trên mi tâm của hắn bất ngờ Có một cái vẫy Là chính là một yêu tu Hết thảy vì chân đảo Khi mà yêu tu áo bào đen kia tử vong thì cười thảm hô lên một tiếng và nói cái câu như thế. Những cái người khác vẻ mặt dường như là không có quá nhiều biến hóa, rối rít chầm mặt. Nhưng mà bọn hắn xuất thủ lại càng sắc bén hơn. Một đạo phong nhận gào thét, trực tiếp quét ngang bên cạnh của Mạnh Hạo. Trước mặt của hắn, có chính điều hải long gầm thét mà đến, há to miệng, hướng về Mạnh Hạo trực tiếp mà cắn nuốt. Mạnh Hạo càng đánh thì càng kinh hãi, Cảm giác như người áo bào đen này cho hắn càng ngày càng quý vị. Hắn nhíu mày. Chí Tôn Kiều chớp mắt một cái để rầm rầm xuất hiện, tạo thành uy áp, quét ngang bốn phía, khiến cho những người áo bào đen này không thể không lưu về sau. Tay phải của Mạnh Hạo nâng lên và hư không một chảo, bạch cốt trường thương đã xuất hiện, trực tiếp đâm vào mi tâm của một người áo bào đen. Trước khi tử vong, áo bào đen của người này sốc lên, lộ ra khuôn mặt là một là một nữ nhân. Nàng nhìn Mạnh Hạo rõ ràng sẽ chết nhưng mà lại không có sợ hãi. Hết thảy vì chân đạo. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, thân thể ầm ầm vỡ nát. Mạnh Hạo có chút rợn cả tóc gáy. Lúc này nếu hắn còn không biết những người này là người nào thì hắn không phải là thiếu tộc của phương gia nội tâm tư sâu kín kia nữa. Trên thực tế, Trước trong nháy mắt hắn đến nhìn tu vi của những người này, hắn liền nghĩ đến cái cảnh cảnh cáo lúc trước của kiếm đạo tử khi mà vừa mới phụ xuống quốc gia thứ 9 đưa ra. Trong thác nước kia, truyền ra pháp yêu ngôn mê hoặc, cùng với Mạnh hạo dùng cái ánh mắt tiên thấy được thân ảnh trong thác nước. Chuyện lúc đó khiến cho nội tâm của Mạnh hạo xuất hiện rất là nhiều dự đoán. Cho đến khi sau đó thấy được có tu sĩ chậm mê trong dục vọng, Mạnh hạo bỗng nhiên ý thức được nếu như bị lạc vào trong như phong giấy này, có thể hay không Khi mà nguyên bổn có thể rời đi Lựa chọn không thể rời đi Mà là ở lại Thì vĩnh viễn ở lại trong như phong giới này Ở chỗ này không ngừng chầm mê đi vào Cái loại chuyện như vậy Mà nào xem ra rất là có thể Mà giờ khắc này Trước mắt những người áo bạo đen này Khiến cho dự đoán lúc trước của mình hạo Đã có chứng cứ Các ngươi Các ngươi đều là tu sĩ lịch đại Sơn hải giới phủ xuống Chầm mê trong dục vọng của mỗi người cuối cùng không chọn lựa để trở về. Mạnh hạo sống trong một tiếng, tiếng hô cơ hắn truyền ra sau. Những cái người áo bào đen này trong giấy mắt chầm mặt. Nhưng mà chớp mắt một cái, bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Mạnh hạo Hỡi thấy gì chân đảo. Thanh âm bình tĩnh từ trong miệng của một số người áo bạo đen đồng thời truyền ra dường như là mang lực lượng kỳ dị nào đó khiến cho mạnh hạo kinh hãi những cái người áo bào đen này lại một lần nữa đánh tới cái tiếng nổ vang dội cặp mắt của mạnh hạo đã đỏ bừng chờ ngập tơ máu áo của hắn bị máu tươi đỏ đỏ thẫm cùng lúc đó ở trong địa cung phía dưới lúc này hư không vặn vẹo trong giây lát xuất hiện 16, 17 cái thân ảnh chính là những cái người bị trung niên đế bào phái tới bọn họ từng tên một bị áo bào đen chùm lên khuôn mặt. Sau khi xuất hiện, người áo bào đen dẫn đầu, trên người tu vi kích động, nhưng lại có thể so với người tắt 10 ngọn hồn đăng. Hắn vùng tay áo, một chỉ, tay vào cơ hố máu trên mặt đất. Phụng mệnh đế quân, đánh chết bệnh hậu, sát trận trở về vị trí cũ, quyết luyện, giết nổi lên. Cái thanh âm già dạ nua từ trong miệng của người áo bào đen này truyền ra Hố máu mặt đất bỗng nhiên toàn bộ kịch liệt sôi trào Theo cái sự sôi trào Những cái huyết kiếm lưu lửng trên hố máu Toàn bộ hôn bay lên Chạy thẳng đến người cái áo bào đen này Khi mà hắn vung tay áo Thì những cái huyết kiếm này Luyện thành một chuỗi Lại một lần nữa đâm vào mặt đất Theo chỗ hố sâu của mình hào rời đi kia Chạy thẳng đến phía cuối cái lối đi mà tới gần như là ngay khi một số cái thi kiếm màu máu gào thét mà đi cái hố máu mặt đất sôi trào cấp tóc cũng khô héo theo cái sự khô héo lộ ra trong đó có 98 cái hố son này có 98 tu sĩ mỗi một người đều là lão già mà lúc này không có một người nào toàn thân đều là huyết quang ngập trời tản ra cái ý tà ác khi mà bọn hắn mở hai mắt ra trong mắt lộ ra không còn là trong sáng mà là vẫn đục mà là huyết quang dường như là mất đi ý thức Đánh mất đi lý trí Tồn tại được chỉ có nghe lệnh và bản năng như là khôi lỗi Trong đó kiếm đạo tử cũng là như vậy Cơ trí của hắn đã không trở lại Nhưng mà đồng dạng những năm cuối đời của hắn Cũng theo đó để biến mất Lúc này hắn cho người ta có loại cảm giác Giống như là chán niên Bọn hắn hô hấp dồn dập Mỗi một lần hít thở Thì trên người khí tức tà ác đều sẽ mạnh liệt hơn đánh chết người xâm nhập mạnh hậu. Người áo bào đen càng càng lên tiếng, lập tức 98 tu sĩ mộng máu này mạnh mẽ ngẩng đầu. Đồng loạt gào thét một tiếng, thân thể từng tên một trong nhóm mắt này bay lên, tư vi của bọn hắn nhưng mà không còn ở vấn đỉnh nữa mà đã đột phá linh cảnh, đã bước chân vào đến tiên cảnh. Mặc dù chỉ là vừa mới tiến vào tiên cảnh, nhưng mà khí tức tà ác trên người của bọn hắn khiến cho bọn hắn quỷ dị khó lường, gào thét. 98 cái lão già này chạy thẳng đến hố sâu mà Mạnh Hạo chìm trong mà đi, nhanh chóng hóa thành huyết quang, nhất nhất bay vào. Còn các ngươi nữa, cùng đi xuống đi. Cái lão già áo bào đen nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, chung quanh lão là những cái áo bào đen khác rối rít nhón lên một cái, từng tên từng tên một thân ảnh mơ hồ trong giấy mắt đã biến mất. Mà bản thân của lão giả bộ đen này là là người cuối cùng Thấy không rõ bộ dáng cái vẻ mặt của hắn Hắn dường như là đang suy nghĩ điều gì Vung tay một cái Lập tức một phiến ánh sáng đen Tản ra bao phủ chung quanh Giống như là phong ấn Làm xong những điều này Hắn mới chậm rãi Cất bước đi về hướng cái hố sâu mà mình hào rời đi Mệnh hậu quốc gia thứ chín để cứu sơn đề cũ hải có thanh âm rất nhỏ từ trong miệng của lão giả áo bào đen lẩm bẩm truyền ra dường như là mang một chút hồi ức còn có than thở bên trong lối đi dưới địa cung mạnh hạo ngửa mặt lên trời vừa hô hai tay hướng về hai bên đồng thời một quyền trong cái tiếng nổ rầm rầm đã đánh chết hai người cuối cùng trong nhóm cái người áo đen đầu tiên này một trận chiến này Hắn đã dùng sáu thành tu vi Cường sát mấy chục người cổ cảnh Đối với hắn mà nói cũng có khó khăn Thời khắc này máu tươi phun trào Sắc mặt tái nhợt Mà nào bỗng nhiên ngẩng đầu Hắn thì được ở chỗ giáp lối đi này Và địa cung Lúc này ánh sáng đỏ long lánh Từng cái thanh vi kiếm màu đỏ gào thét mà đến Lại sau khi những cái thanh vi kiếm này Khi tức tà ác ở mầm bạo phát 98 tu sĩ màu máu kia rơi rít phủ xuống 98 người này hai mắt đỏ thẳm sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đột nhiên gầm thét Giống như là giả thú trực tiếp vọt tới Hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại Mắt thấy những phi kiếm kia dường như là có linh tính Sau khi tới Trong như mắt liền khóa lấy Mạnh Hạo gào thét mà đến Mà những tu sĩ màu máu kia toàn thân tỏa ra cái ý tà ác So với cái con dây màu máu động nguyên ở bên trong khói băng màu máu Lại yếu hơn nhiều lắm Mạnh Hạo câu mày hừ lạnh Mắt phải lên một cái lập tức tinh thần thạch hòa tan bao trùm toàn thân khiến cho mạnh hạo hóa thành sao băng Trong tiếng nổ rầm rầm chạy thẳng tới những phi kiếm kia cái lối đi này không lớn tinh tú sao băng của mạnh hạo gần như là kiếm chiếm cứ tất cả độ rộng của lối đi lúc này đánh sâu vào lập tức liền trực tiếp đụng vào những phi kiếm kia cái tiếng động rầm rầm vang lên những cái thanh phi kiếm kia toàn bộ cuốn ngược đâm về phía những tu sĩ màu máu lập tức cả cái lối đi một mảnh đại loạn. Những tu sĩ màu máu nhân số nhiều lắm, nhưng mà bị cái lối đi hạn chế, không thể tản ra, bị nhất niệm tinh thần biến của Mạnh hạo trực tiếp đánh đi. Máu thịt bầy nhầy, chia năm sẽ bảy, gào thét kinh thiên. Nhưng mà vào lúc này, tháng ảnh 16 người, 17 người cái áo bào đen kia trực tiếp mơ hồ xuất hiện trước cái tinh tú mạnh hảo. 16, 17 người áo bào đen này đồng thời gầm nhẹ, bấm quyết hướng về phía của mình Hạo một chỉ tay. Lôi đạo diệt sinh! Bọn họ đồng thời lên tiếng. Trong nháy mắt, trên người 16-17 người áo bào đen này bạo phát ra vô tượng sấm sét Cùng lúc đó, 16 đạo tia chớp hình cung từ trên người một số người áo bào đen mạnh mẽ bắn ra. Ở giữa không chung, ngưng tụ chung một chỗ, bất ngờ tạo thành một cái đạo lôi màu tím. Cái đảo lôi màu tím này vừa mới xuất hiện, lập tức liền tảng mát ra bài xích mạnh liệt, giống như là bài xích thiên địa, bài xích quy tắc, bài xích căn nguyên. Chẳng những nó đang bài xích, mà ngay cả thế giới cũng đang bài xích nó. Mạnh hạo tâm thần chấn động, hắn thấy được lôi tử này có một cái loại cảm giác kỳ quái, dường như là vật này không nên tồn tại ở trong thiên địa. Nếu cho cùng thiên địa không hợp Cùng quy tắc bắt đồng Cùng căn nguyên không hợp Vừa hiến lộ dường như là đạo thuộc về ngoại giới Không phải là như phong giới này Càng không phải là sơn hải giới Mang cái tính hủy diệt Chạy thẳng thế mạnh hào mà đến Đụng chạm nhất niệm tinh thần biến của mạnh hạo Tiếng nổ àm àm vang lên ngập trời Tinh tú chia năm sẽ bảy Mà thân ảnh của mạnh hạo huyện hóa ra Khói miệng trào ra máu tươi Thân thể bỗng nhiên lưu về sông Gần như là khi hắn lưu về sau Những cái tu sĩ màu máu kia Trước tất cả sụp đổ Thì lúc này toàn bộ như là thời gian nghịch chuyển Lại trong chớp mắt đã khôi phục Mỗi một tu sĩ màu máu dường như là điều Vĩnh hằng bất diệt không chết Giờ này là một lần nữa chạy ra Mà mỗi một người Đều bắt một thanh phi kiếm màu máu Hóa thành kiếm tu Lại một lần nữa xông về phía mạnh hạo Mạnh hạo sắc mặt khó coi Phía sau 98 tu sĩ màu máu này 16-17 người áo bầu đen kia cho Mạnh hạo uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp hắn không phải là tu vi của những người này, mà là thần thông thuật pháp của bọn hắn. Gần như ngay khi một số tu sĩ màu máu lại tới, thì Mạnh hạo thân thể mạnh mẽ bước về bước về phía trước một cái. Thất thần đạp bỗng nhiên triển khai. Dưới vài bước, khi thế bào phát, mượn cái lối đi này khi mà Mạnh Hảo bước ra bước thứ sáu, ta phải nắm lại, diệt sinh quyền toàn lực triển khai trong cái tiếng nổ rầm rầm Mạnh hạo một quyền đánh ra hủy diệt bầu trời chúng sinh thân thể cổ cảnh của hắn đã toàn diện bạo phát hóa thành cái cuồng phong quét ngang khiến cho trong lối đi này những cái tu sĩ màu máu bất tử bất diệt phía trước mạnh hạo mỗi một tên đều bị chấn động âm ầm nổ tung hóa thành vô số xương máu khi đang ngưng tụ lẫn nhau thì mạnh hạo đã xuyên thấu mà qua chạy thẳng đến 16-17 cái người áo bào đen kia 16, 17 cái người áo bào đen kia toàn bộ bấm quyết. Bất kỳ một tên nào trong số bọn họ đơn đấu với Mạnh Hạo, cho dù là đạo pháp đặc thù cũng đều quyết liệt không phải là đối thủ, nhưng mà lẫn nhau liên hiệp ở cùng một chỗ, lập tức bất đồng. Lúc này bấm quyết, lập tức trên người của bọn hắn tràn ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng này trong nháy mắt đã tản ra, điên tím về một phiến, bất ngờ tạo thành một cái thanh trường thương màu tím hư ảo quét ngang một vòng hướng về mạnh hạo bỗng nhiên tiến lên tốc độ cực nhanh nhắc lên một cái mảnh sóng gợn cũng có sát khí cùng với uy áp kinh người từ trên người áo màu tím này hư ảo bạo phát ra nhưng mà trong lúc mơ hồ có loại cảm giác bị thiên địa bài xích mà lại hay bài xích thiên địa một lần nữa mạnh liệt tản ra nhưng mà đúng lúc này tay phải của mạnh hạo đột nhiên vung lên lập tức có mấy chục người đậu đen bay ra ở giữa không trung trong cái tiếng thình thịch, những đậu đen này liền biến thành đậu đen tiểu nhân phát ra cái tiếng động không la hét xuyên qua hư vô chạy thẳng đến những người áo bào đen lập tức mà đi đọt xá những người áo bào đen cho dù có đạo pháp đặc thù nhưng mà chỉ cần bọn họ là sinh mạng sẽ phải có linh hồn liền không cách nào tránh khỏi nguy cơ đọt xá nhất là lúc này bọn họ đang thi pháp kể từ đó đậu đen tiểu nhân đọt xá thì trong nháy mắt liền toàn bộ xông vào trong cơ thể Những cái người áo bạo đen này Khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ Nhưng mà Mạnh hạo muốn cũng không phải là thành công Mà là sau khi thất bại Hóa thân thành thần thức đánh sâu vào trong đó Những cái người áo bảo đen này Thân thể mạnh mẽ chấn động Bọn họ liên thủ thi triển đạo pháp Trường thương màu tím kinh khủng hóa thành kia Cũng ở giữa không chung bỗng nhiên vặn vẹo Trực tiếp tiêu tán Khi mà tiêu tán Thân thể của Mạnh hạo bay vọt đến tay phải nắm lại diệt sinh quyền ngầm mầm chạy thẳng đến những cái người áo bào đen này một quyền rơi xuống nhưng khi một quyền này sắp đánh xuống trong nháy mắt thì đột nhiên một tiếng hừ lạnh tang thương bỗng nhiên từ phía sau người áo bào đen truyền đến ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đi tới cũng chính là một người áo bào đen nhưng mà thân thể lại cao lớn hơn chính là cái lão già áo bào đen cuối cùng đi tới bên kia Lão cắt bước tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt của Mạnh Hảo. Đế quân trên núi quốc dân đã nhận ra là có người xâm nhập ở chỗ này. Mạnh Hảo, ngươi không nên làm như vậy, mà việc xin quyền cũng không phải dùng như vậy. thế năm của Lão truyền ra đồng thời, tay phải nâng lên, nắm tay. Một cổ việc xin ý bỗng nhiên từ trên người của Lão bạo phát nổ tung hướng về phía mạnh hạo đánh ra một quyền cặp mắt của mạnh hạo mạnh mẽ co rút lại hắn cảm thấy được lời nói của đối phương có chút cổ quái nhưng mà lúc này không kịp suy nghĩ nhiều cái quả đám của hai người trực tiếp tại trong cái lối đi này đụng chạm vào nhau cái tiếng động rầm rầm trong nháy mắt đã ngập trời đinh tai nhức ốc khiến cho mặt đất rung rẩy địa cung dường như là muốn sụp đổ trong cái lối đi này cái tiếng răng rắc vang lên xuất hiện cái khe nứt khóe miệng của mạnh hạo trào ra máu tươi thân thể bị một cổ mạnh mẽ đánh sâu vào, trực tiếp thụt lùi. Mà lão giả áo bầu đen kia cũng là thân thể chấn động, lùi về phía sau vài bước, lúc ngẩng đầu. Khuôn mặt bị áo bầu đen che lấp, mặc dù làm cho người ta thấy không rõ, nhưng mà lại có thể thấy được cặp mắt như là đèn sáng. Lúc này lộ ra một cái tia sáng kỳ dị, bước lên trước các bước, chạy thẳng tới mạnh hạo truy kích, tay phải nâng lên, lần nữa nắm tay lại nhập mơ lão nhạt nhạt lên tiếng cái thanh âm khàn khàn một quyền đánh ra lập tức bốn phương tám hướng nổ vang một cổ ý điên phách trên ngựa lão già áo bào đen này bạo phát dường như là duy ngã độc tung lâm vào trong say mê điên dại đánh ra một kích sinh mạng không thiết hết thảy mà nào biến sắc hắn bị thua Thiệt tại thương thế không có khôi phục Lúc này mắt thấy lão giả ở bộ đen này Không ngờ đến ra nhập ma quyền Thân thể của Mạnh hạo lưu về sau Trong chớp mắt lại chật ngừng Tay phải lại nâng lên Cũng là nhập ma quyền Cơ tiếng sấm ngập trời Mặt đất rung rẩy mạnh liệt hơn Địa cung sụp xuống càng rõ ràng hơn Có lối đi này ầm à ầm vang lên Có một chỗ lại sụp đổ Quả đấm của hai người lại một lần nữa đụng vào nhau Mạnh hạo máu tươi phun trào thân thể giống như là liều đứt dây bỗng nhiên bị dâng ra xa theo lối đi trực tiếp thối lưu đến cái khu vực gần như là mặt động hắn hô hấp dồn dập ngẩng đầu nhìn lại lão giả bạo đen toàn thân tu vi bạo phát lực lượng tắt mười ngọn hồn đăng còn có là thân thể tu bàn bạc bạo phát kia khiến cho lão già này cho mạnh học có cái loại cảm giác so với đạo thiên còn mạnh mẽ hơn hắn sải bước đi tới trước tay phải lại một lần nữa nắm lại sát thân Trong nháy mắt Khi mà lão giả bầu đen kia Sắp đánh ra thêm một quyền Thì Minh Hạo bỗng nhiên cặp mắt nhón lên một cái Mạnh mẽ gầm nhà lên một tiếng Ngươi Ngươi là tung vô nhai Ba chữ tung vô nhai này Vừa ra khỏi miệng Thì thân thể của lão giả bầu đen chấn động Minh Hạo mượn lấy cái cơ hội này Cũng nắm tay Hít sâu một hơi bỗng nhiên đánh ra Sát thân cũng chính lúc này trong mặt động phía dưới mạnh hậu Chó ngao truyền ra một cái tiếng gào thét Gào thét này mang theo quyết liệt Mang theo đánh bạc hết thảy dường như là đọt xá đến thời khắc mấu chốt Hoặc là thành công tân sinh Tay vào đó trở thành nghịch linh Hoặc là hình thần câu diệt Từ nay về sau sẽ tử vong Mạnh hậu cùng với cái lão giả bầu đen Đều nắm cái quyền Đều thi triển sát thần một quyền cuối cùng trong thể tu tam quyền này Ngưng tụ diệt sinh chi niệm cam nguyện xả thân nhập ma cho đến hóa thành sát thiên ý thành tựu diệt thần chi uy trở thành sát thần mà não bởi vì ngưng tụ khí vận của như phong giới lấy ý của nó dung ý của trời hóa thiên uy thành tựu một quyền đỉnh phong trong cảnh giới tiên đế của tự thân còn lão giả bộ đen sát thần quyền của lão dường như là đã trải qua huyết chiến vô cùng tận mai luyện ra cái sát ý của tự thân dường như là đã chân chính giết qua thần linh vậy cho nên ngưng tụ hồn ý của tự mình một quyền đánh xuống đại địa sụp đổ bầu trời gió nổi mây phun hư ảnh của hai người như là thiểm điện âm ầm, ầm dưới thông đầu này cơ nắm đấm cách không đụng vào nhau tiếng sấm chỉ trong một sát na để lông trời lở đất mà nào cùng lão giả ở bào đen chỉ cách không đánh một quyền còn chưa có chân chính đụng chạm lẫn nhau mà đã khiến cho lối đi này vỡ ra một cái phạm vi rất lớn như là bị một đôi bàn tay vô hình trực tiếp xé mở. Mạnh hạo phun trào ra máu tươi, nhưng mà sát ý đã mạnh liệt. Gầm nhẹ sẽ bước, chân chính đánh sáp lá cà cùng với lão già áo bào đen kia. Sát thần, đối kháng với sát thần. Rầm rầm rầm, địa cung chung quanh hai người trực tiếp nổ tung. Cả người mạnh hạo chấn động mạnh mẽ, máu tươi lần nữa phun trào. Hắn cảm nhận được một cổ lực mạnh mẽ không cách nào hình dung nhưng lại vô cùng quen thuộc, phản chấn ra từ cái lão già áo bào đen. Thế tay phải của mình trực tiếp lan tràn toàn thân, dường như là muốn khiến cho bản thân mình hoàn toàn sụp đổ tan rã, hoàn toàn bị phá hủy. Hồn đăng thuộc cổ cảnh nhục thân trong hai mắt của mình hạo cấp tóc lóng lánh, tràn ra cái ánh sáng trắng lóe lên. Cái cảnh giới vĩnh hằng của hắn cũng toàn lực triển khai, tu vi của hắn bạo phát toàn diện, chống cự cái cổ lực lượng sát thần này trong tiếng nổ vang thân khiếu của mạnh hạo đều chảy máu thân thể bị cú đánh mạnh mẽ này chợt cho thụt lùi sau khi không ngừng lui về sau khi mà sắp dựa vào gần cái mặt động thì mạnh hạo cố sức mà dừng phát lại còn cái lão giả bạo đen thì thân thể cũng chấn động khói miệng lại trào ra máu tươi thân thể đặng đặng lui về phía sau cho đến khi thối lui ra khoảng bảy tám bước thì lão chợt ngẩng đầu hai mắt bên trong hát bạo lộ ra một cái tia sáng kỳ lạ thân thể giống như là một mũi tên rời cung bỗng nhiên lao ra xuyên qua một đường quanh lối đi đang sụp đổ này trong cái chớp mắt đã đuổi theo mạnh hạo đến sát gần khu vực mặt động ánh mắt của lão thuận theo mạnh hạo liếc nhìn một cái liền thấy được mặt động phía sau của mạnh hạo thấy được anh vũ cùng với bị đông lại thấy được khối băng màu máu kia người quá nhiên là gì cái vật này lão già áo bầu đen chậm rãi lên tiếng tay áo vung lên lập tức từ trong cổ tay áo có ánh sáng lóng lánh dường như là tạo thành một cái phù văn muốn xuyên qua bên cạnh của mạnh hạo mục tiêu chính là cái khối băng màu máu mạnh hạo chợt ngẩn đầu hô hấp dồn dập trong ánh mắt hàng quan lóng lánh vất tay yêu phong để bắt cấm chợt triển khai khoảnh khắc lão già kia vọt tới một chỉ đánh xuống yêu phong đệ bá cấm hóa thành vô hình sợi tư, lập tức quấn quanh lão già kia thân thể của lão già này chợt dừng lại sau đó toàn thân phồng lên mạnh mẽ Trong cái tiếng nổ rầm rầm không ngờ cưỡng ép thoát khỏi cấm pháp gần như là trong nháy mắt khi lão thoát khỏi thì mạnh hạo bấm quyết thần thông đạo pháp cản trở phù phân màu máu khiến cho nó chưa kịp tới gần khối băng màu máu thì liền trực tiếp tán loạn Đâu phân trần nhớ Có hy vọng Có chân tâm Đạo của ta ở ngoài sơn hải Đạo trên đạo Lão già áo bậu đen ánh mắt nhấn là một cái Thế Nam dường như là tan thương truyền ra Thế phải trực tiếp vẽ ra một cái vòng tròn ở trước người Cái vòng tròn này dường như là có phương viên Sau khi xuất hiện Một cổ cảm giác hỗn độn thản nhiên sinh ra cái sự bại xích mãnh liệt lại một lần nữa xuất hiện Từ trong cái vòng tròn này bay thẳng ra một cái đạo ánh sáng Ánh sáng này màu tím Dĩ như là có thể phá vỡ phạm pháp Bay thẳng đến Mạnh Hảo Trong chớp mắt Nó liền đụng chạm cùng với thần thông thuộc pháp của Mạnh Hảo Vô tình vô tức Đạo pháp của Mạnh Hảo tiêu tán Mà cái ánh sáng màu tím này cũng nhanh chóng âm đạm Nhưng mà không hề biến mất Mà cuối cùng là hóa thành một cái bàn tay màu tím Bỗng nhiên nhấn một cái về phía Mạnh hạo. Cái tiếng nổ vang truyền đến Bạch Hạo toàn lực chống cự, vẫn như cũ máu tươi phun trào, thân thể một lần nữa thục lùi. Cho mật động phía sau hắn, thời khắc này cái khối băng màu máu kia bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu vỡ nát. Mơ hồ có cái tiếng gầm thét từ bên trong truyền đến, ẩn chứa cái sự lo lắng, cũng có cái sự phẫn nộ. Ngay khi lui về phía sau, thần sắc của mình Hạo biến thành dữ tợn. Hắn tu hành cho đến nay, tao ngộ qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, nhưng mà hầu hết những dịp đó Hắn đều tung hoành thiên địa Tuy không nói là vô địch Cũng rất hiếm khi gặp phải đối thủ Nhưng mà giờ phút này Ở trong nhiều phong giới này Trước đó hắn tuy rằng vẫn còn tung hoành như cũ Chiến thắng hài thanh lôi Chiến thắng lâm thông là đánh chết trình tử Nhưng mà từ khi gặp đạo thiên Đạo thiên cường hãn Khiến cho cái thế tiến chưa có từng có trước nay Của mình hào hơi dừng lại một chút Rồi sau đó ở trong đệ tam quốc này Hắn lại bị bức bách đến cái trình độ như thế Hết thể những điều này khiến cho nội tâm của Mạnh hạo đã sớm Phiên gian đảo hải Cái niệm kiêu ngạo của hắn khiến cho hắn cảm thấy bị áp bức Cái sự tự tin của hắn khiến cho hắn cảm thấy rất là uất ức ta là trình tử ta là mạnh hạo Ta là phương gia thiếu tộc Cả đời này của ta tu hành Cảm ngộ rất là nhiều Đạo quá cũng không ít Đạo thiên kia cũng chỉ là cụ bị ưu thế tạm thời nhưng mà người khác Cho dù như là tung vô nhai Ta cũng vẫn không chịu thua Cặp mắt của mình Hạo tràn ngập tơ máu Thân thể cưỡng ép biến đổi Không lưu về phía sau nữa Mà là hướng về phía lão già áo bào đen Tiến đến trong khoảnh khắc Khi tiến về phía trước Toàn thân của hắn ngón lên một cái Trực tiếp hóa thành đại bàng màu vàng Kêu to lên một tiếng Như là tia chớp màu vàng Khoảnh khắc tới gần hung hăng phóng ra một chảo về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen khẽ thở dài, tay phải nâng lên, vẫn là vẽ ra một cái vòng tròn ở trước mặt, đẩy ra phía ngoài. Lập tức vòng cái vòng này thiêu đốt ngọn lửa màu tím, trở thành cái vòng lửa, trong nháy mắt lại hướng tới mạnh hậu. Đạo của ngươi là hư vô trì đạo, cần gì phải cậy mạnh mẽ. Lão già áo bào đen nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, phía sau lão bên trong lối đi nửa sụp đổ những tu sĩ màu máu cùng với những người áo màu đen kia đều lục tục kéo tới hoàn toàn ngăn chặn ở nơi đây không để cho mạnh hạo còn chút cái đường nào đi lui <laughs> đạo là con đường của nội tâm làm sao lại có sự phân biệt giữa hư vọng và chân thật chứ Tùng du nhai người cố chấp tháng năm của mạnh hạo truyền ra kim bằng bắn thẳng tới vòng lửa màu tím trong nhắm mắt đụng chạm cái lửa tím hào quang lóng lánh thân đại bàng màu vàng của mình mạnh hào phản phất như là đạo tiêu vậy cấp tốc bị tán đi hóa thành hình người sắc mặt của hắn tái nhợt máu tươi phun trào nội tâm chấn động hắn phát hiện đối phương với cái loại đạo pháp màu tím này bản thân hắn không ngờ lại không thể làm chấn động chút gì khi hư vô chi đạo gặp nhau cùng với chân đạo hư vọng càng lúc càng hư ảo còn chân đạo càng lúc càng chân thật lão già áo bạo đen lên tiếng tay phải nâng lên lại một lần nữa vẽ ra một cái vòng tròn cũng là màu tím chứ có điều lần này không phải là lửa tím mà là trở thành sấm sét hào quang màu tím trong cái tiếng nổ rầm rầm hai cái hào quang màu tím này trong khoảnh khắc xông về phía mạnh hạo Ngươi đã hiểu sao Lão già áo bào đen Nhìn về phía mạnh hạo Cái tiếng động can két truyền ra Từ cái khối băng màu đỏ Từ trong mặt động phía sau mạnh hạo Từng cái khe đứng dần dần tăng lên Một cổ khí tức cổ tiên tràn ra Từ trong khối băng màu đỏ này Hơn nữa còn không ngừng tăng lên Thậm chí cái tiếng gầm thét bên trong Cũng từ từ rõ ràng hơn Vô cùng lo lắng Nguy cơ trước mắt Ở trong mắt mạnh hạo lộ ra cái vẻ quyết đoán Tay phải nhắc lên sát thần quyền lại một lần nữa bị đánh ra. Lần này hắn dường như là không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là thương thế của nặng hơn nữa, cũng liên tiếp và đánh ra tam quyền. Quyền thứ nhất cùng với quyền thứ hai hướng về hai cái hào quang màu tím đang lao tới, còn quyền thứ ba để đánh vào mặt đất của thông đạo. Cái tiếng động rầm rầm ngập trời, sát thần quyền là lực lượng mạnh mẽ nhất bạo phát ra từ thân thể của mạnh hạo. Hào quang màu tím có thể tiêu tán mất, nhưng mà không thể tiêu tán lực lượng của thân thể sau khi hai quyền của Mạnh Hạo, hai cái hào quang màu tím này lập tức sụp đổ. Còn cái quyền thứ ba của Mạnh Hạo, khoảnh khắc đánh lên trên mặt đất. Toàn bộ lối đi chớp động, chớp mắt một cái đã sụp đổ. Theo cái sự sụp đổ vô tận, tiếng nổ lớn vang vọng, bụi đất bất chợt rơi xuống phía trước Mạnh Hạo, cản trở hết thảy hình ảnh trong mắt của hắn. Cùng lúc ấy, thân thể của Mạnh Hạo cấp tốc lùi về sau, rốt cục lại một lần nữa trở về trong mặt động phía sau hắn mật động lắc lư dường như là ngoại giới sụp đổ Khiến cho nơi này cũng có một chút ảnh hưởng Bất quá không có gì đáng ngại phôi tượng bốn phía vẫn như cũ Chỉ có khối băng màu máu ở trung gian Vào thời gian này Không còn trong suốt nữa mà là vẫn đục Khiến cho người ta không thể thấy rõ Cái con dơi màu máu bên trong Chỉ có thể nhìn ra một cái đoạn sương mù Đỏ đang cuộn cuộn trong đó Trên cái khối băng Có rất là nhiều khai nứt bao trùm Cảnh giới tiên mạnh liệt hơn cứ như vậy một hồi Đã có thể so với tiên cảnh đỉnh phong Cái tiếng gầm thét bên trong đó lo lắng hơn Dường như là đang lo âu Đối với nguy cơ của mạnh hạo Bốn phía anh vũ cùng với bị đông Cũng đều đang hết sức chăm chú Trợ giúp chó ngao đọt xá thành công Bọn chúng đã không còn rảnh Để đi để ý đến mạnh hạo nữa thậm chí là thời khắc này Cũng không thể bị quấy nhiễu Trong nháy mắt mạnh hạo rớt xuống Khối băng này truyền ra cái tiếng động răng rắc vỡ vụn Khí tức mạnh mẽ hơn Mạnh hạ hô hấp dồn dập không có thời gian nhìn thăm dò thời khắc này thời gian vô cùng quý báu mượn cái sự sụp đổ hắn tranh thủ thời gian ngắn ngủn ta phải lập tức nâng lên niết bàn quả thứ hai xuất hiện trong lòng bàn tay với cái trạng thái thương thế của hắn còn chưa có lạnh vốn không thích hợp lại một lần nữa dung hợp niết bàn quả nhưng mà tình thế trước mắt đã không có biện pháp nào khác hắn hít sâu một hơi ta phải nâng lên đột nhiên đặt niết bàn quả này tại ngay mi tâm ngay khi đụng chạm vào mi tâm thì tâm thần của mình hạo nổ vang khí thế chợt nổi lên toàn thân bành trướng ánh sáng xanh lóng lánh cảnh giới la thiên tiên lập tức bạo phát trong cái tiếng nổ vang cả mật động đều bị ánh sáng màu xanh trên người của mình hạo bao trùm khí thế của hắn với một loạt tư thế điên cuồng âm à mầm quật khởi mà giờ khắc này ở trong thông đạo đang sụp đổ cái tiếng nổ vang không ngừng cái lão giả áo bào đen phát tay một cái bụi đất vỡ nát trước người Thân thể của lão sải bước nhanh chóng đi tới Ý đồ thông qua chỗ này Bước chân vào mật động Thời gian trôi qua Cũng chỉ là 10 cái hít thở Tiếng nổ chấn động cả với lòng đất Một phiến bụi đất nổ tung Thân ảnh lão áo bào đen Giống như là một đạo tạng ảnh Khoảnh khắc đã đến Bước chân vào trong mật động Trong nhà mắt lão già áo bào đen Tới nơi này Thì mình hạo toàn thân đã tràn ngập ánh sáng xanh, xanh lại một lần nữa bước chân vào cảnh giới la thiên tiên chợt ngẩng đầu cho mắt lộ ra cái chiến ý mạnh liệt bỗng nhiên hướng về phía này tay phải nâng lên lần nữa tuôn ra cái chiêu sát thần một quyền này vượt ra nhiều so với quyền của mình hạo trước đây lão giả bạo đen mới đầu còn không để ý nhưng mà trong nháy mắt liền thần sắc liền biến hóa thân thể dừng lại tay phải nhấc lên cũng tuôn ra sát thần quyền âm lên một tiếng hai người lại một lần nữa đụng chạm ở giữa không trung cái tiếng nổ ngập trời lần này minh hạo không có lui cái kẻ lui chính là lão già áo bào đen thần sắc của lão già lộ vẻ khiếp sợ khi mà lão đang lui về cái sau thì minh hạo gầm nhẹ lên một tiếng như là bạo long vọt tới hắn lại một lần nữa quay về với phong cách chiến đấu mà hắn quen thuộc độc quyền của mỗi một mình hắn chưa từng có từ trước đến nay chiếm cứ tiền cơ, bá đạo vụ biển đã kết thúc tập 321 của bộ chuyện. có ba các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay hãy cho góp nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha hẹn gặp lại các bạn ở tập 322 của bộ chuyện ngã dục phong thiên của tác giả nhĩ căn nhé